Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Thì hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách mình kích hoa cho cây lan hoàng lạp, sơn thủy tiên, kiều vuông, kiều tím và kiều vàng, kiều mỡ gà đó. Thì kiều vuông là kiều mỡ gà đó cả nhà. Thì trước tiên á, em để làm được cái phương pháp này thì cây lan nhà mình phải khỏe, chậu lan phải thuần, bộ rễ ổn định. Thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cách để chúng ta kích rất là đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được. Để kích được hoa thì mình cần phải có thuốc kích ki nha cả nhà. Mọi người có thể dùng duy xanh, duy đỏ. Em hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người dùng duy xanh. Duy đỏ thì sẽ hiệu quả hơn nha, nhưng mà em hay dùng duy xanh nên hôm nay em vẫn dùng duy xanh. Rồi bây giờ mình sẽ, cô chú anh chị và các bạn lưu ý em nói nè. Thứ nhất là cây lan kiều vuông ở khu vực phía Nam từ 30 đến 35 ngày nở. Kiều tím sẽ nở muộn hơn. Ví dụ như kiều tím thì khoảng 40 đến 45 ngày. Đó là khu vườn nhà em nha. Còn ngoài Bắc á, là phải 50 ngày đổ lên nó mới nở được. Tại vì do thời tiết lạnh hơn miền Nam, cho nên là mọi người canh ngày mà kích nha. Ví dụ như còn trước Tết 35 ngày mình sẽ kích hoa kiều vuông, 40 ngày mình sẽ kích sơn thủy tiên hoàng lạp để cho nở chuẩn Tết. Hôm nay em chỉ làm video để chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, để các cô chú anh chị và các bạn làm tốt nhất cho mùa hoa Tết của mình. Vì cái dòng sơn thủy tiên này nó không có ra hoa vào Tết nha, nó ra hoa vào hè, đầu hè đó cả nhà, ra hoa vào tháng 3, tháng 4, tháng 5. Mọi người thấy những cái mắt này nó rất là mập, cây phải đủ mập nha. Và điều kiện cần để cho cây lan của mình nó ra hoa đẹp là khu vườn nhà mình cũng phải đủ nắng đấy nha cả nhà. Chậu này em không có kích nha, chút xíu nữa em sẽ kích chậu kia. Còn chậu này để em sẽ canh còn 40 ngày để em sẽ kích để cho nó nở chuẩn Tết luôn đẹp. Cô chú anh chị và các bạn thấy thân tơ rất là đẹp đúng không ạ? Cái này là em trồng hàng rừng đấy. Nếu mà em chia sẻ chắc mọi người không tin đâu. Lúc em mua cái thân của nó có tí nị à. Đó. Em sẽ rung cho mọi người coi. Đó, những cái thân em mua đó. Và em trồng được 3 năm rồi nó mới được kết quả như thế này. Năm nay em sẽ cho nó một tác phẩm vàng rực nở Tết. Do quá trình mình chăm sóc á, cây lan của mình nó đã đủ sức, đủ lực rồi thì nó sẽ cho hoa được nhiều. Nếu để muốn cây lan của mình ra hoa chuẩn đẹp thì cô chú anh chị và các bạn phải tưới cho nó ít nhất được 2 đến 3 lần lân và kali cao, ví dụ 6-30-30 hoặc 10-55-10. Giảm đạm đi, khu vườn nhà mình phải đủ nắng thì bây giờ mình kích hoa nó sẽ nở được và đẹp hơn, màu sắc bền nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành kích. Trước khi kích hoa mọi người phải cắt nước 2 ngày không tưới hoàn toàn rồi sau đó mình mới tưới nước nha. Rồi, bây giờ em sẽ xách cái chậu này ra, em đem chậu khác tới để mình cùng làm nha cả nhà. Riêng cái dòng sơn thủy tiên này mình muốn cho nó ra hoa đẹp, mình có thể làm ở những cái thân tơ, những cái thân già cằn cỗi như kia là nó không ra hoa được, nhưng thân này thì vẫn có thể được, là những cái mắt này này. Và một mắt một cây, cô chú anh chị và các bạn nên làm một mắt thôi. Và mỗi cây, nếu mà cây bụi to giống của em kia thì em sẽ làm bụi đó, em sẽ làm 5 cây nha, nhưng bụi này em chỉ làm 3 cây thôi, nhưng bây giờ em chỉ làm cho cô chú anh chị và các bạn xem thôi. Và đây là kết quả này ạ. Mọi người có thể xem kết quả sau khi em làm được 25 ngày ạ. Đây ạ. Sau 25 ngày nhá cả nhà. Đó, cái thân già đó nó vẫn có thể ra được. Đó là cách này là cách rất là hay, ai cũng có thể làm được. Nhưng nó sẽ tốn kém vì là cái chai thuốc này á. Đây là chai duy xanh này, mọi người thấy không? Đây ạ. Ki duy ray nha cả nhà. Ki duy ray. Màu xanh thì mình gọi là màu xanh. Mình gọi nó có hai loại. Một loại màu xanh, một loại màu đỏ. Thì mình sẽ dùng loại màu đỏ sẽ hiệu quả hơn. Nhưng em thì năm nào em cũng dùng loại xanh. Nhưng năm nay em vẫn tiếp tục dùng loại xanh. Cô chú anh chị và các bạn nhớ ở phía Nam mình trời nắng ấm.
thì chỉ có 30 đến 35 ngày là với kiều vuông á, có thể lên tới năm ngoái của nhà em thì chính xác là 32 ngày là từ lúc mình bơm thuốc tới lúc nở. Còn sơn thủy tiên thì lâu hơn. Sơn thủy tiên với hoàng lạp là một nha. Hai loại đó thì loại nó khác nhau cái họng thôi, nhưng mà sinh lý của nó thì giống nhau. Nói chung là khoảng 40 ngày. Cho nên mình sẽ canh trước Tết khoảng 40 đi, hoặc là mình có thể lùi lại 42 ngày đi ha. Nó nở trước Tết một vài ngày thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm một mắt dưới đây cả nhà nha. Mắt dưới đây nha. Mình sẽ dùng, em sẽ đeo bao tay nha cả nhà. Sau khi làm xong thì mình sẽ tiếp tục cắt nước nha cả nhà. Cắt nước 3 ngày đến 5 ngày nha. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng một vật nhọn, ví dụ như thế là cây tăm nhọn này, mũi kim này, hoặc cái vật gì nhọn. Em thì em dùng cái mũi kéo này rất là nhọn và rất là sát, sát khuẩn băng cồn nha. Đây ạ, 70-90 gì đều được nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Một chai thuốc này mình dùng được rất là nhiều. Khi cô chú anh chị và các bạn mình dùng xong á, mình có thể nắp chắc lại để dùng lần kế tiếp. Được mở nắp, được dùng được, em dùng được trong vòng 3 tháng nha cả nhà. Sau khi mở nắp thì mình dùng được cho tất cả các loại lan, ví dụ như giã hạt á. Hoặc là một tiếp này mình có thể pha với 1,5 lít nước. 1,5 lít nước nha. Cô chú anh chị và các bạn pha 1,5 lít nước rồi mình tưới. Mình tưới như vậy thì nó, như vậy thì kết quả nó không. 1,5 lít nước là pha một tiếp này mình tưới toàn bộ thân lá gốc nha. Như vậy cũng có kết quả nhưng mà nó không chính xác ngày giống y như mình bơm trực tiếp. Nhưng phương pháp này á thì nó sẽ có thể gây ra ngộ độc cây. Cho nên em khuyến cáo mọi người là mình cũng chỉ thích hoa quá thì mình cũng làm một vài chậu chơi thì không nên thực hiện hết cả vườn. Như vậy thì nếu mà mình chăm sóc không quen á, mình sẽ khó chăm sóc hơn. Và một chậu như thế này mình không nên làm nhiều cây quá. Nhiều cây quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới chậu lan của mình. Ví dụ như mình ngắm lan thì mình muốn ngắm lâu dài, chơi trong suốt quá trình chăm sóc lan, chứ không phải mình ngắm Tết xong rồi mình bỏ cây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khoan. Đây là cái mắt, mọi người thấy cái mắt của nó sưng dưới trên phần lá đây không ạ? Mình sẽ khoan xuống dưới 1 cm nha. Xuống dưới 1 cm nha. Rồi cô chú anh chị và các bạn sẽ dùng một cái mũi này này, mình chích lách cách ra tạo một vết thương. Rồi mình sẽ mở cái này ra. Cô chú anh chị dùng cái bông tăm hoặc cái xi ranh gì đó, mình lấy một giọt mình nhỏ vào. Nhưng em thì em sử dụng cái này là cái này là cái đong á cả nhà. Em sẽ hút một tí thôi. Từ từ để em nắp cái này lại đã, chứ nó lại đổ hết thì phí quá. Một tiếp này 55 ngàn nha cả nhà. Em không bán nha. Mọi người có thể mua ở những cái nơi bán, ví dụ tin tưởng. Ví dụ như thế là em thấy là kênh YouTube Hoa Lan Chi Phong nè, rồi là những cái kênh vật tư nông nghiệp á, người ta đều có bán phân thuốc. Em thì em không có bán. Rồi mình sẽ nhỏ vào một giọt duy nhất. Mình cứ để khô y như vậy. Để khô như vậy nhá. Một ngày sau cô chú anh chị và các bạn có thể bôi keo liền sẹo. Đây ạ. Bôi keo liền sẹo loại nào cũng được hết, hoặc là không cần bôi cũng được. Hoặc là không cần bôi thì mình phải cắt nước hoàn toàn 5 ngày không tưới. Còn nếu bôi keo liền sẹo thì mình để như khô vết thương đi, một ngày sau mình, nói chung là khô sau 2 tiếng là mình có thể bôi được rồi. Nhưng mà mình nên để cho nó khô hẳn đi. Nó tại vì nó khô hẳn vết thương thì mình bôi keo liền sẹo vô thì cây lan nó không bị nhiễm khuẩn. Chứ còn mình muốn bôi luôn cũng được, nhưng bôi luôn nhiều khi sợ cái keo liền sẹo đó nó sẽ bị nhiễm khuẩn nha. Cũng có thể bị nhiễm khuẩn chứ em không nói là nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Như vậy mình sẽ cắt nước hoàn toàn. Em thì em không bôi nha. Em nói luôn với cả nhà là em thì em không bôi. Em cắt nước hoàn toàn như vậy. Em cắt nước hoàn toàn 5 ngày sau em mới đem ra tưới. Em sẽ tưới sơ qua nước hết. Sau đó cô chú anh chị và các bạn nghe kỹ em nói, cái giai đoạn này mới là quan trọng này. Sau đó mình sẽ bắt đầu cứ 3 ngày mình tưới một lần. 3 ngày mình tưới một lần nha. Mình pha B1 loại nào cũng được. Tỷ lệ 1 mi và 6-30-30.
1 gram. Mình tiếp tục tưới như vậy 3 lần liên tục, có thể pha vào đó là 5 giọt Atonic cho 1 lít nước kết hợp với bộ 3, bộ đôi này với 5 giọt Atonic. Cái chai Atonic hôm nay em lại để ở trên dàn trên mất rồi. Mọi người cái gói Atonic mọi người mua gói rất rẻ nhá. Gói có 10 ngàn à. Chứ mua chai nó to, nó mắc mà mình không có xài. Thì đấy là những cái gì mình có. Như vậy hỗ trợ như vậy. Mình tưới 3 lần liên tục. Cứ 3 ngày mình tưới 1 lần. Tưới vào sáng sớm. À, rồi 10 giờ mình tưới sơ qua nước lại. Như vậy là cây lan của mình nó ra bông. Atonic nó sẽ kích thích sinh trưởng thêm. Cho cái bông hoa của mình nhiều hoa hơn. À, đẹp hơn. Nhiều nụ hơn nữa cả nhà. Đẹp hơn và hoa sẽ ra màu sắc đẹp. Và đồng thời làm cách này, mình cắt nước 5 ngày sau đó mình đem ra kích đúng không? Mọi người phải treo nơi nhiều nắng nha. Quan trọng nhất là nơi nhiều nắng, cây lan của mình nó sẽ thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh hơn, hình thành vòi hoa nhanh hơn. Như vậy thì mới nở được chuẩn Tết. Còn ở miền Bắc mà không có nắng á, ít nắng á, cô chú anh chị và các bạn có thể đem vào những cái chỗ buổi tối mình có đèn nhiều á, có thể đem vào cũng được cho nó quang hợp, cho nó đủ nắng. Thì đó là cách là mình không có nắng. Ví dụ những ngày trời âm u mà mình muốn cái lan của mình nó có hoa, nó lấy được năng lượng, nó mới ra hoa được nha cả nhà. Khu vườn mà thiếu nắng á, thì mình làm cũng được thôi, nhưng mà nó thường là nó không đạt kết quả như mình mong muốn. Chúc cả nhà thành công nha. Nếu mọi người thấy video của em hữu ích thì đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để đồng hành cùng em nha. Cái này em vừa làm rớt. Cái chậu lan này thì em trồng bằng dớn đó cả nhà. Đây cũng là chính là chậu lan mà em chia sẻ với mọi người cách trồng. Nó nở hoa liên tục luôn đó cả nhà. Nếu mình chăm sóc đúng á, ít bữa nữa Tết là em sẽ làm. Còn 40 ngày nữa em sẽ làm cái mắt này, bảo đảm. Nó sẽ nứt và cái mắt cây khỏe như thế này, nó ra cành hoa sẽ rất là dài nha. Mình lúc đấy mình sẽ làm chuẩn vào những cái cành hoa mập như thế này, những cây mập như thế này, đủ lá đẹp như thế này. Mình chỉ bơm một cái thôi là nó có thể đẩy được hai mắt hoa rồi cả nhà. Không bơm nhiều quá nha. Khuyến cáo một cây lan, cô chú anh chị và các bạn không bơm nhiều quá. Bữa trước em bơm ở đây một cái nè mọi người. Nó ra được ba cành hoa. Cái hôm đấy em cũng thử nghiệm thôi. Nó ra ba cành hoa. Đẩy thêm cành cuối cùng thì bị đuôi không lên được. Còn những cành này thì nở rất hoa, rất là đẹp. Đó. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.